chào tất cả các bác nhá. Em đi dọn dẹp bay lên ô tô đây. Các bác vào xem nhá, xin một like và đăng ký nhá. Đây, đi vào giữa chuồng bò để xúc bay đây các bác. Đây là cái chuồng bò các bác nhá. Chuồng bò đấy, không phải là nhà xưởng hay gì đâu. Các bác thấy chuồng bò của người ta hoành tráng chưa? Chuồng bò làm bê tông, còn sắt thép to. Biết đầu tư ra là cái khu chuồng bò này chưa tốn hết bao nhiêu tỷ. Chuồng bò đây các bác. Đây là nó là cái trang trại bò các bác nhá. Đang xây dựng trang trại bò. Thank you.
quẹt ra xong lại lùi lại nhá. Chỗ này nó chật các bác. Chào tất cả các bạn nhé, em kết thúc video đây.